Đây là 9 giờ sáng ngày 31 tháng 8 năm 2019 nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Đám. Trên màn hình đây quý vị, tôi vừa hoàn thiện cho gia đình anh Thắng tại xã Tinh Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ, bộ bàn ghế Âu Á gỗ cỏ đỏ hàng VIP đây. Trên màn hình đây là anh chủ nhà và bố của anh đây. Anh rất là kỹ tính, đã yêu cầu chọn lọc bộ này rất là kỹ và hàng dày dặn luôn. Hàng này hàng VIP, cực kỳ VIP luôn. Dày hơn những sản phẩm trên thị trường rất là nhiều và gỗ rất là chọn lọc rất là đẹp. Đây thì tổng thể của bộ sản phẩm này vị. Khuôn tranh nhé, là đều dày hơn những hàng thường rất là nhiều nhé. Vách cái đủ dày nổi rất là nhiều. Thế này là dày như này là vừa, anh không dày quá nhìn nó thô. Rồi, cái này nó dày nhưng nó vẫn cân đối. Vâng. Nó vẫn phải hài hòa nữa, không là nhưng mà nó hợp lý ấy, không là nó lại dày quá nhìn lại thô ấy. Vâng, như này là nó. Quý vị ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0957 51086 hoặc là truy cập vào website đồ gỗ tùng 8.com nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Hoan Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ.